Vâng, và quý vị thân mến, không những ban giám khảo chúng ta sẽ chấm điểm cho các thí sinh, mà quý vị hãy bình chọn cho các thí sinh của mình bằng cách nhắn tin về đại hội theo cú pháp bông mi xinh đẹp gửi 0000. Vâng, và ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng theo dõi phần tìm diễn thuyết xuất sắc nhất. Phần cuối cùng, Nguyễn Thanh Huỳnh. Vâng, và có thể nói đây là một chàng trai rất là trẻ tuổi và rất là dễ thương, phải không ạ? Và giúp đi Sài Gòn ơi, một chàng vừa đang lớn nào. Giúp đi Thanh Huỳnh xin kính chào tất cả đại gia đình giúp đi toàn quốc ạ. Xin kính chào, good morning. Của em hôm nay có lẽ không có những điều quá lớn lao, quá hùng vĩ, mà chỉ là những câu chuyện đơn giản và nhỏ bé thôi. Và bài nói này cũng sẽ dành cho tất cả anh chị giúp bi ở trong buổi trường ngày hôm nay. Bởi vì em suy nghĩ rằng mỗi giúp bi chúng ta cũng giống như một ngọn đế. Mọi người có nhớ cái ngọn đế là trong hành trình không ạ? Rất tuyệt vời. Ngọn đế đó có phần thân, chính là chúng ta. Còn phần ngọn là phần lửa, nó tượng trưng cho tình yêu, nó tượng trưng cho đam mê, nó tượng trưng cho năng lượng của chúng ta. Nhưng mà đến này không phải lúc nào nó cũng cháy được. Đôi lúc có gió, có mưa, nó sẽ ù vào, nó sẽ đạt vào làm tắt ngọn lửa của chúng ta. Đừng nghi, đó là gió và mưa của Đà Nẵng. Những ngọn gió, những ngọn mưa đó, nó chính là thử thách, nó chính là khó khăn. Và khi ngọn nến đã tắt rồi thì cuộc sống chúng ta lạc vào trong đêm tối. Và tất cả anh chị chung ở đây của chúng ta đều có những khoảnh khắc đêm tối đó. Trong buổi em thì có 3 khoảnh khắc đêm tối. Khoảnh khắc thứ nhất là lúc mà gia đình đang gặp rất khó khăn. Và có lúc nào đó ở cái gia đình này, khi mà cả 3 đời dòng họ đều là những người đàn ông rất nghèo, có một lúc mà mẹ phải đến trước mặt mình, cô quỳ xuống, mình nắm lấy tay mình, mình nói rằng: "Huỳnh ơi, nếu như mà gia đình mình khó khăn quá thì con bỏ học, mẹ cho con nghỉ học, rồi sau này á con lớn lên chút xíu con quay lại con làm vườn với mẹ." Và lúc đó là lúc em 9 tuổi, lúc em 3 tuổi. Đó là một trong khoảnh khắc đêm tối. Khoảnh khắc thứ hai là lúc mà em đang lạc lối, cách đây khoảng 2 năm thôi. Lúc đó mình khởi nghiệp lần 1 và thất bại. Mình khởi nghiệp lần 2 cũng thất bại. Và mình khởi nghiệp lần 3 thì lần này không dám nữa, không dám khởi nghiệp nữa. Lúc đó em lạc lối, lạc trôi giữa đời và lạc trôi giữa trời. Và lúc đó là lúc mà em về nhà và em cầu cứu ba mình: "Ba ơi, con nên làm gì đây?" Khi mà tất cả mọi thứ đều không theo ý mình: "Ba ơi, con nên làm gì đây?" Và ba em ngay lập tức đặt tay lên vai của con mình và nói một câu 5 từ. 5 từ đó là: "Con ơi, đời là bất như ý." Và xong ba nháy mắt một cái. Tụi ba có kiểu nháy mắt rất là thú vị. Ba nháy mắt như thế này. Điều đó cũng chả giống như gì cả. Và khoảnh khắc đêm thức thứ ba đó là cách đây khoảng vài tháng, khi mà em đã khởi nghiệp rồi và doanh nghiệp của nó một chút thành công nhất định. Nhưng mà thật, doanh nghiệp có thể chết bởi vì hết tiền, cũng có thể chết bởi vì mình hết năng lượng. Và em nhớ có một hôm đó là mình bước về nhà, nhưng thật ra là mình lê về nhà. Rồi mình lê từng đôi chân nặng nề bước lên trên cái cầu thang đó. Còn nghĩ là, ôi, không lẽ là khi mình khởi nghiệp là lúc mà mình phải làm việc suốt 14 tiếng mà ngày hay sao? Mình không làm chủ được thời gian hay sao? Và nó là suy nghĩ là cái vụ khởi nghiệp này nó bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nghiêm trọng. Và lúc đó thì tất nhiên chúng ta sẽ tìm một nguồn cảm hứng. Và ngay lập tức em liền lật sách ra, cuốn sách màu đen. Và có một người rất đẹp trai ở trên biển. Và lật cuốn sách đó ra, em đọc ngay đúng cái câu đó. Cái câu đó là: "Làm doanh nhân, làm nghề rất nguy hiểm."
Còn nghe có lẽ nguy hiểm chết luôn. Ôi ôi, thôi, thế là chết. Bạn có giúp Vy ơi, có phải là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc tâm tối như vậy không ạ? Và chính những lúc tâm tối đó chính là cơ hội để cho có những con người trong cuộc sống chúng ta lại đến và thắp lên ngọn lửa trong chúng ta. Người thắp lên có thể là bất kỳ ai, có thể là người mẹ. Người mẹ sau khi mà nói cái câu là con ơi con bị hóc đi á, gian dùng nước mắt và sau khi ạ phát cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu và đi nói con ơi mẹ nói đùa thôi, con đi học đi. Và ở trong ánh mắt của mẹ, mẹ đã ra một quyết định đó, đó là cái việc học của con nó lại thay đổi cuộc đời của con, vì nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Và mẹ chứng tỏ rõ không chỉ bằng lời nói mà còn hành động. Chỉ trong một năm sau đó thì bằng cách nào đó mẹ đã xóa hết số nợ 200 triệu của nhà mình. Và tất nhiên là nuôi con đến cửa đại học, đó được hết sức tuyệt vời. Và cái điều mà mẹ nói với con nó giống như là con ơi, là đây, mẹ sẽ thắp cho con ngọn lửa của tình yêu thương. Hết tâm tối. Người thứ hai, người thắp lửa thứ hai, đó là ba. Sau khi mà nói là con ơi, cuộc đời bất như ý, nhưng mà con làm gì thì làm, hãy đi theo đam mê của mình, làm tất cả những gì con làm với lòng đam mê cao nhất. Và con hãy nhìn xem cái cánh đồng cà rốt ngoài kia kìa, cái cánh đồng mà ba trồng á, ở ngoài đó mỗi cây cà rốt ba biết chiều dài của nó là bao nhiêu, và mỗi xào cà rốt ba biết cái chiều dài chiều rộng của nó bao nhiêu, và biết là mùa này mình nhặt được bao nhiêu tấn cà rốt. Và sau đó thì em nhận ra ba mình rất là nhỏ, nhưng đồng thời ba mình đã có niềm đam mê bất tận, vì đó truyền cảm hứng cho em đã tìm được đam mê của mình, thực sự của mình, cái điều mình thực sự muốn làm. Mở một trung tâm Anh ngữ và dạy tiếng Anh. Và khi mình hết năng lượng thì sao? Em nhớ lại rằng cái lúc mà mình đi phục sự phải xó và đi phục sự, và trong vòng hơn 80 tiếng đồng hồ đó em chỉ ngủ có 8 tiếng thôi, mình chưa bao giờ làm được điều đó. Và đến sáng của ngày thứ tư, từ sáng đó mắt mình mở theo láo như thế này, và giống như là trong cơ thể của mình mọi tế bào đang rung lên vì niềm hạnh phúc khi được phục sự, khi mình quên mình vì người khác. Vì đó mình nhận ra là có lẽ mình không cần thầy để đến để thắp lửa cho mình nữa, mà chính mình đã có một năng lượng rất dồi dào bất tận ở trong mình, mình chỉ cần đốt cháy nó lên mà thôi. Và khi đó mình lại đi đốt cháy cho người khác và đi thắp sáng cho người khác. Các anh chị giúp Bi ơi, trong cuộc đời chúng ta, em tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ có những lúc tăm tối nhiều hơn, nhưng mà đừng lo, sẽ có những người nào đó để mà thắp sáng cho cuộc đời của chúng ta. Đó là người mẹ thắp sáng tình yêu thương, đó là người cha tràn đầy niềm đam mê, đó có thể là người thầy. Và nếu như chúng ta đã được thắp sáng thì đó là lúc để truyền lửa cho người khác. Và ngày hôm nay có lẽ trước một đám đông nghìn giúp bên thì không có lúc nào thích hợp hơn để đi vào chỗ trống và trên chiếc áo này. Đúng một năm để điền lên chiếc áo này. Với trong cuộc sống chúng ta, đêm tối nó sẽ luôn diễn ra, đời luôn là bất như ý. Tuy nhiên sẽ có những người đến thắp sáng cho ta, và khi ta buồn chỉ thắng, hãy thắp sáng cho những người khác nữa. Vì trước bình minh luôn là đêm tối, nên tôi cam kết sẽ luôn cháy sáng để truyền ngọn lửa của yêu thương, truyền ngọn lửa của đam mê, truyền ngọn lửa của năng lượng cho những người xung quanh tôi. Và em gửi điều đó để mới giúp Bi của đại hội toàn quốc ạ. Chúng tôi rất là xin cảm ơn sự chia sẻ vô cùng nhiệt thành của bạn Nguyễn Thành Hùng vừa rồi.
Và có thể thấy bạn có một nền tảng rất là may mắn hơn những người khác, bởi vì bạn nhận được một nguồn năng lượng vô tận từ gia đình của mình, từ mẹ, từ cha. Và ngay cả bản thân bạn cũng có một nguồn năng lượng rất là bất tận. Bạn có một kiểu dám, là như bạn Lộc đã nói ngay từ đầu, dám thử thách, dám chấp nhận rủi ro và dám khởi nghiệp. Đó mới là điều quan trọng ạ. Và bởi vì chiến thắng cao cả nhất là chiến thắng của bản thân mình, và bạn đã làm được điều đó ạ. Một tràng vỗ tay cho bạn thân hình được không ạ?